có biết hôm nay là ngày gì không? Là buổi dạy cuối cùng của tôi ở lớp em. Cũng có nghĩa là giờ tôi không còn là thầy giáo của em nữa. Chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô. Để tôi có thể nói với em là thầy. Hả? Em vẫn chưa quen khi gọi thầy bằng em. Em biết gì không? Tôi cũng thế. Rồi em sẽ quen thôi mà. Nếu em cảm thấy ngại thì anh có thể hẹn cậu một buổi khác. Từ ngày hôm nay nhưng mà anh thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với em. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu anh có thể về nữa. Nên anh rất muốn giới thiệu với cậu người con gái mà anh yêu. Không, anh yêu em. Gia đình nhà mình chịu nhục như thế nào, cậu Vũ phải bỏ dở việc học sang xứ người kiếm sống vất vả như thế nào cũng tại bởi gia đình nhà đó hết. Em biết trong chuyện này Ngân không có lỗi. Ngân yêu Vũ thật lòng. Cô ấy chưa bao giờ nói một câu nào khinh miệt nhà mình cả. Chị, tại sao chị có thể quên mọi thứ dễ dàng đến như vậy được? Chị thử nghĩ xem, nếu không phải vì gia đình bên đấy, liệu chị em mình có phải bán cái nhà mà bố mẹ để lại không? Chú là bạn của mẹ cháu hay là bố cháu ạ? À? Thế cháu là con mẹ Ngân à? Thế chắc là lâu rồi chú với mẹ cháu không gặp nhau đúng không ạ? Cũng hơn 20 năm rồi. Thế thì chắc là mẹ cháu sẽ vui lắm đấy. Cháu mời chú vào nhà. À thôi, bây giờ chú vào không tiện. Chú đang bận chút việc, để khi khác. Có gì đâu mà không tiện ạ. Chú cứ vào nhà đi. Chú mà không vào, cháu sẽ đặt một dấu chấm hỏi hơi bị to đấy ạ. Ui, để khi khác. Ngọc, con về rồi đấy hả? Mẹ, con chạy ra siêu thị. Mẹ xem, con đã tìm được một người bạn lâu năm của mẹ này. Ngày đôi ta gần nhau chỉ còn là dĩ vãng. Thời gian xóa mờ những yêu thương ban đầu. Gần bên nhau một đêm trong cơn đau mến xa. Tình ai thoáng nhẹ đưa hương đêm cùng ai. Tràn bờ mi giữa phố thân quen, như là cơn mê mỗi mắt ai dù tình đến mơ màng muôn kiếp không thể quên. Gió mùa thu về tóc em cài hướng nào yêu thương mong manh về. Trái tim nào mãi yêu như ngày xưa.